Thưa quý vị, cũng trong sáng nay, gần 15.000 thí sinh của Đà Nẵng bước vào kỳ thi lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023, ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Từ sớm, thí sinh đã có mặt tại các điểm thi để chuẩn bị cho môn thi đầu tiên. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023, Đà Nẵng có gần 15.000 thí sinh đăng ký dự thi trên hơn 11.000 chỉ tiêu, trong đó có 185 thí sinh đủ điều kiện và được tuyển thẳng. Năm nay, số thí sinh dự thi tăng hơn 1.700 em so với năm ngoái, nên các em khá áp lực việc trúng tuyển vào các trường tốt đầu. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đã lập các đoàn kiểm tra công tác thi, đặc biệt là công tác phòng chống dịch, trong đó kế hoạch cho các tình huống có F0 được các điểm thi chuẩn bị kỹ lưỡng. Cách thức và cách thi thì giống như các năm. Mặc dù vậy thì năm nay thì cũng có cái điểm mới, đó là chúng ta thực hiện công tác phòng chống dịch sẽ bố trí mỗi điểm thi như vậy là hai cái phòng dự thi riêng, phòng trong tình huống là điểm thi đó có thí sinh là dương tính thì chúng ta sẽ bố trí cho các em thi riêng ở đó. Sáng nay thí sinh thi môn ngữ văn thời gian 120 phút, buổi chiều thi môn ngoại ngữ thời gian 90 phút. Sở Giáo dục và Đào tạo cũng phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành trong công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy để kỳ thi diễn ra an toàn, trung thực, khách quan.